Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao quan chức Việt ra đi tìm đường cứu nước qua EB-5? Một bài viết của blogger Phạm Chí Dũng, bài viết đã đăng trên trang VOA tiếng Việt. Sau rất nhiều năm chỉ có ít ỏi thông tin và không chính thức về hiện tượng giới thương nhân và quan chức Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước ở Hoa Kỳ. Vào đầu tháng 3 năm 2019 đã có một xác nhận đầy thuyết phục về thực trạng những người ngày tụng ca chủ nghĩa xã hội đêm chuồn sang chủ nghĩa tư bản này. Khái niệm mới EB-5 Việt Nam. Tờ Wall Street Journal ngày 5 tháng 3 năm 2019 cho biết các nhà đầu tư bất động sản Mỹ đang nhắm tới nguồn vốn, nguồn đầu tư từ Việt Nam thông qua thị thực EB-5 vừa mới vừa rẻ, vừa phát triển rất nhanh trong bối cảnh lượng đầu tư từ Trung Quốc theo sáng kiến thu hút đầu tư vào Mỹ EB-5 đang sụt giảm. Chương trình thị thực EB-5 ra đời vào năm 1990 để khuyến khích đầu tư nước ngoài và tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Chương trình này quy định một nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vào Hoa Kỳ tối thiểu 1 triệu đô la hoặc 500.000 đô la ở vùng nông thôn và tạo việc làm cho 10 người lao động trở lên trong mỗi dự án ở Mỹ. Theo chương trình này, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hoặc vào những ngành nghề có thể tạo công ăn việc làm ở Mỹ sẽ được nhận thẻ xanh để lưu trú dài hạn. Có tới 10.000 thị thực thuộc diện EB-5 có thể được cấp cho công dân nước ngoài mỗi năm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Việt Nam đang trở thành một trong 5 quốc gia có đơn chiếu khán EB-5 cao nhất thế giới, bên cạnh Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil và Ấn Độ. Số thị thực cấp cho người Việt Nam theo chương trình EB-5 trong năm tài khóa 2018 là 693 thị thực, tăng lên nhiều so với con số 471 vào năm 2017. 4 năm trước, người Việt Nam chỉ chiếm khoảng 1% số thị thực cấp cho chương trình EB-5 tương đương với 121 thị thực. Hiện nay, khoảng 20% vốn đầu tư vào bất động sản ở Hoa Kỳ theo chương trình EB-5 đến từ Việt Nam, chỉ sau Ấn Độ 25% và Trung Quốc là 30%, theo thống kê của Quỹ Nhập cư Mỹ US Immigration Fund. Một số công ty đầu tư bất động sản lớn tại thành phố New York đang trực tiếp mời chào giới đầu tư Việt Nam tham gia các dự án thông qua các đại lý của họ ở Hoa Kỳ. Điển hình như dự án giai đoạn 3 khu Hudson Yards của tập đoàn Lilates Companies hiện cần vốn lên tới khoảng 380 triệu đô la từ các nhà đầu tư qua chương trình EB-5. Hay dự án Hard Rock Hotel của tập đoàn Excel Development ở khu vực Times Square ở trung tâm thành phố New York. Vì sức hút chính của chương trình đầu tư này là chiếc thẻ xanh, cho nên các nhà đầu tư Việt Nam sẵn sàng chấp nhận lợi nhuận ít hơn và chính vì thế nguồn vốn của họ trở nên rẻ hơn trong đầu tư. Theo trang Invite Daily, thời gian chờ đợi để được chấp thuận visa EB-5 đối với các nhà đầu tư Việt Nam tính đến tháng 11 năm 2018 là từ 5 năm đến 7,2 năm so với Trung Quốc là 14 năm. Có thể cho rằng thông tin trên của tờ Wall Street Journal là một xác nhận chính thức về dòng tiền và chạy theo dòng tiền đó là dòng quan chức Việt Nam đầu tư vào Mỹ, trong khi chưa có bất cứ cơ quan nào của Việt Nam dám thống kê và công bố về câu chuyện đầu tư bất kể lỗ lã và khuyến suy mòn chân đứng của chế độ cộng sản. Đặt vé chưa? Có biến là chuồn thẳng. Trong khoảng 6 năm qua, một số đại gia và quan chức khi gặp nhau trên bàn nhậu thường nháy mắt đầy ngụ ý, đặt vé chưa? Trước đó là một câu hỏi khác, có thẻ xanh chưa? Trong giới đại gia và quan chức, đặc biệt là ở khu vực Hà Nội, cũng đã khá phổ biến kinh nghiệm cần một khoản chi phí 500.000 đô la để được nhập tịch Canada và Mỹ. Ngay trước Đại hội 12 của Đảng cầm quyền, một đơn thư gửi đến Bộ Chính trị đã tố cáo bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, con gái của Thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng, có quốc tịch Mỹ.
Dù chẳng ai dám nói trắng ra, nhưng nhiều quan chức và thương gia đều ngầm hiểu với nhau là việc có thêm một quốc tịch nước ngoài mà do đó vi phạm luật Việt Nam là chẳng có gì xấu trong tình hình hiện nay. Mà tình hình hiện nay lại là một núi lửa đang trực chờ phun trào, bao gồm những biến động chính trị nội bộ không thể lường trước, làn sóng phản kháng xã hội của các tầng lớp nhân dân ngày càng dữ dội, trong đó phải kể đến tâm lý hồi tố tài sản tham nhũng và sự trả thù của người dân khi một khi chế độ không còn nằm trong tay lớp quan lại nhũng nhiễu. Nhiều thông tin không chính thức cho biết nhiều quan chức trung cấp, trong đó có cả những cái tên cụ thể đang làm việc cho có và dường như chỉ là chờ cơ hội thuận lợi là xin nghỉ việc để cùng gia đình đến một nước nào đó định cư, kể cả việc phải trả lại thẻ đảng hoặc giấu biến gốc gác đảng viên Đảng Cộng sản. Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada là những điểm đến đầy hấp dẫn của những quan chức tham nhũng này. Với quan chức cao cấp, từ bộ trưởng trở lên, tin tức về tài sản, tâm trạng và đường đi nước bước của họ kín đáo hơn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một cái tên nào đó đang nhấp nhổm hưu non và chờ vé máy bay. Nhưng tình trạng vợ con của một số giới chức trung và cao cấp từ lâu đã ung dung ở các nước phương Tây thì không thể che mắt thiên hạ. Không thiếu gì bằng chứng về các công tử ăn chơi nhảy múa và sắm xe xịn, mua nhà không cần trả giá bên trời Tây bằng tiền của cha mẹ tham nhũng mà có. Trong những năm gần đây, làn sóng ra đi tìm đường cứu nước của giới quan chức và người giàu Việt Nam có nhiều dấu hiệu tăng vọt. Theo hồ sơ của Panama, chỉ riêng trong năm 2015, lượng ngoại tệ từ Việt Nam chuyển ra nước ngoài đã lên tới 19 tỷ đô la. Vào tháng 7 năm 2016, ngay trước thời điểm thông qua lần cuối tư cách của gần 500 đại biểu Quốc hội Việt Nam, mới bỗng dưng phát hiện một chuyện cười ra nước mắt. Nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch ở Cộng hòa Malta, một quốc gia chỉ rộng 300 km2 nằm ở một xó của châu Âu, tạo ấn tượng nổi bật nhất nhờ vào hai việc trở thành rổ đựng bóng trong các trận cầu quốc tế và dễ tránh thuế đánh vào tài sản cá nhân. Tình hình trên diễn ra trong bối cảnh lò của Nguyễn Phú Trọng đang rừng rực cháy ở Việt Nam, đầy triển vọng biến cố trong năm 2019 và cả vài năm sau đó thành một chiến trường truy sát tham nhũng mà sẽ khiến không chỉ quan chức cấp trung ương mà cả nhiều quan chức cấp địa phương bị tống vào lò. Sốc, Mỹ tạm dừng cấp thị thực. Trong khi làn sóng thương nhân và quan chức Việt đang sôi nổi ra đi tìm đường cứu nước như thế, đã thình lình xuất hiện một thông tin chấn động đối với giới này. Mỹ tạm dừng cấp các thị thực I-5, O-5 và SO cho công dân Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 năm 2018. SO là thị thực định cư dành cho những cá nhân nộp hồ sơ đi Mỹ làm việc trong lĩnh vực tôn giáo. Còn I-5 và O-5 là hai trong số 4 hạng mục thị thực thuộc chương trình đầu tư tạo việc làm ở Mỹ EB-5 có thể dẫn đến quyền định cư lâu dài ở Mỹ. Thông tin trên không làm tuyệt đại đa số người Việt trong nước quan tâm, nhưng đã khiến phần lớn giới tinh hoa của đất nước, gồm nhiều quan chức giàu sụ đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào danh sách giới có tài sản hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ đô la, phải choáng váng đến mất ngủ. Sau khi Canada siết chặt các điều kiện nhập cư đối với người Trung Quốc, đến lượt Mỹ siết chặt thủ tục nhập cư. Thông điệp phát ra với giới quan chức Trung Quốc và Việt Nam là rất rõ, tiền không thể là tất cả. Bây giờ thì cho dù một quan chức Việt muốn ra đi tìm đường cứu nước, có đổ vào Mỹ cả chục triệu đô la thì cũng chẳng còn tìm ra triết lý đương đại của Việt Nam. Cái gì không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều nhiều tiền. Cũng bởi thế, đang xuất hiện thông tin nhiều quan chức giàu sụ ở Việt Nam phải tính toán một phương án khác. Thay vì tìm một cách nhập khẩu vào Mỹ như trước đây, họ chuyển sang địa bàn Tây Âu. Cho dù số phận của họ ở châu Âu sẽ rủi ro hơn Mỹ nếu tổng chủ của họ quyết định mở một chiến dịch săn cáo như Tập Cận Bình đã tổ chức để lôi cổ những kẻ tham nhũng về nước quy án. Và nếu Nguyễn Phú Trọng quyết định tổ chức một chiến dịch săn cáo trong tương lai gần,
Chắc chắn ông ta sẽ phải đặc biệt ghé mắt tới khung cảnh EB-5 cùng dòng thác tiền của các quan chức Việt Nam rùng rùng di tản sang Mỹ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin chân thành cảm ơn và mời quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất và nhận được thông báo về các chương trình tin tức mới nhất của chúng tôi mới phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình kế tiếp.